thì hàng tăng kia ngày Tết. Xiết từng con nhưng phải dở nha anh em, kỹ càng như phải dở ăn nè. Nó như đang trứng vậy. Ở đây là ngày 15 tháng 1 nha anh em. Sen vừa thấy. Tính là con đi mình rèm nó không có rùi chứ, không có rùi nó cũng mệt đó nha. Bữa nay càng đi ông kêu bác Tùng Long không? Sao? Lúc đó càng đi mới bác Tùng Long không? Bắt chưa? Không chứ. Có bắt à? Đây. Gái kêu kìa. Này dơ, này làm gì? Này dơ không? Này dơ, quýnh này cho bê. Quýnh khó vô làm như bé đậu. Chân bị bọn béo rồi. Bàn ngón tay nè. Bàn ngón tay xấu xấu dữ rồi. Cá em quay đỡ lấy mà rửa cho. Dĩ đi ra khô được bao nhiêu ký không bé? Khó đúng không? Khó đúng không? Khó đúng không? Tính ra cái tính tung nó khét, lỡ nó khét được khi nó lòi trồi vô. Thằng lớn thằng tung, thằng thôi tung luôn nè. Giả nó giả nó với nhau luôn. Không phải Trung Long giờ tính nữa. Trung Long tính tiền cho Tùng chơi. Trung Long tính đi. Trung Long dư hòn nó nhị lắm. Nó cá ngựa. Tính đi ngay chỗ cái bãi từng lỡ mà chữa cái len bị dọc lại nha. Đúng nhưng rồi. Nhưng mà nó lại thua. Thua một chỗ. Có mấy chục con ký vậy? Trùng Long thua một chỗ. Như tại biết chỗ nào là Trùng Long dày dạ đúng không? Mấy 40 con. Cái tên đâm rẹn chứ gì? Cái tên đi chỗ có đầu cồn, cái tên đi chỗ bãi kép đang có sông nè. Dày dạ hả? Trời ơi. Con đều mẹ kép nó chài con. Chờ được không? Thấy con đứa nó đều không? Mới đều con nào mới to mà gì dễ men. 5 ly không mà. Cái dê 5 ly không? À, con nó bắt đầu có 46 con tém lẹ. Nhìn mình đi đâu cũng có mình đang phải bú rồi mình rớt buồn. Người buồn mày gì đang bán được ăn bữa rồi buồn mẹ chạy xuống muốn muốn gì hết 100.000 đừng sáng được 70.000 trăm ben như vậy rồi ăn sáng 200.000 nữa nó cướp nữa lỗ sặc máu cho buồn. Làm xong. Thêm nước thì sẽ uống ha.
Ok nha anh em.